người nhá, mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế leo bệt tượng sen bên mình cho các bạn xem nhá. Hiện tại thì loại này mình có sẵn hai loại nhá, chất liệu da và các loại chất liệu nỉ nhá. Mình đang quay cho các bạn là chất liệu da này các bạn này. Ghế này này, đệm của nó rất chi là êm nhá, có bánh xe di chuyển dễ dàng này các bạn này. Đây mình ngồi cho các bạn xem nhá. Cái này là lúc về là các bạn cứ thế này là dùng thôi, mình sẽ lắp sẵn bắn vít vào cho các bạn. Các bạn chỉ việc dùng thôi nhá các bạn. Đây, mình 80 cân này, mà ngồi tựa rất chi là thoải mái nhá các bạn nhé. Đây, có bánh xe để tiện di chuyển tiện lợi này. Đó. Cái tựa đây này, cái ghế này này, đệm đây, quay gần đệm đây, mình sẽ quay giới thiệu cho bạn đệm này. Đệm của nó rất chi là êm nhá. Chiều ngang của đệm là 40 này. Chiều sâu của đệm là 40, cái tựa của nó là 37 nhá các bạn. Chiều cao của đệm mà cái ghế này là 26 cm nhá, có bánh xe di chuyển dễ dàng nhá. Chân là kim loại và inox nhá các bạn. Đây, các bạn nhìn tới tựa này. Đó. Thôi, mình quay qua giới thiệu sản phẩm một đoạn vậy thôi. Các bạn cần hỗ trợ gì thì inbox cho shop để được tư vấn kỹ hơn nhá. Mình cảm ơn các bạn nhá. Mình chào các bạn.